Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha. Tiếp tục clip bán máy anh em sáng hôm nay. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356. Anh em vui lòng đăng ký kênh nha để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Quy định mua máy thì anh em cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu ha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng 100.000 cọc 100.000 Viettel. Hoặc là chuyển khoản qua Momo, Viettel Pay, số tài khoản nha. Anh em mà chuyển khoản tháng thì mình bao ship. Còn những anh em cọc tiền thì anh em chịu phí ship cho mình nha. Từ 35 tới 40 ngàn tùy theo giá trị máy nha anh em. Và anh em nhớ theo dõi cái clip mà tối chủ nhật tuần này nha anh em. Bữa nay là tầm thứ 6, thứ 7 đó ha. Anh em tham gia livestream trực tiếp để đón dự đoán trúng thưởng cho anh em vui nha. Ba con năm đuôi nha anh em. Chủ nhật mình sẽ làm nha. Ok. Thì không dài dòng nữa nha. Con máy đầu tiên trong clip hôm nay là một em Rinam Rim nha. Con này thấy vỏ đẹp keng rồi nha. Rinam Rim. Con này màn hình 5 inch, RAM 216, pin 2400 nha anh em. Đó. Thấy vỏ đẹp như mới rồi nha. Máy sáng đẹp ha. Rinam Rim. Con này ra cũng lâu rồi nhưng mà xài cũng còn rất là ok. Chứng anh full nha anh em. Rinam Rim. Con này đây, giá ra đây là 1.2 triệu nha anh em. Mới keng ha. 1.2 triệu. Chỉ việc bỏ xin là xài thôi. J710 bán hàng màu đen. J710 bán hàng màu đen Hyrin. Con này chưa thay thế gì rồi. Sườn vỏ đẹp nha. Đó. Sườn vỏ còn rất ok nha anh em. Màn hình 5.5 inch nha. RAM 216, pin thì 3.300. Kính thì không có vết xước nào luôn nha. Kính cực đẹp luôn. Đó. Kính cực đẹp ha. Chức năng full. Wi-Fi cũng như là nghe gọi loa rất là chuẩn nha. J710 con này ra đi cho anh em giá 1.470 nha. 1.470.000 kèm sạc cũng như là dán kính cho anh em nha. J710 con này thì thấy vỏ này màu đen xám ha. Mấy vỏ keng luôn. Con này thì màn 5.5 inch nha anh em. RAM 332, pin thì 3.300 nha. Đó, thay rồi nên là vỏ sườn keng luôn. Kính thì cũng đẹp len keng luôn anh em. Màn hình 5.5 inch ha. J710 bán VN ha, hai sim Việt Nam mình. Đó, wifi chức năng đã test cho anh em ok rồi nha. J710 RAM 332, con này ra đi em giá 1.6 triệu nha. 1.6 triệu nha anh em, kèm sạc dán lực cho anh em đầy đủ nha. Đó, máy rất ok luôn. Anh em cứ coi kỹ máy nha. Và hôm nay ngày đen của mình là ngày mùng 3 nha anh em, mùng 3 tháng 4 ha, 2021. Đó, anh em nhớ coi ngày nha. Ngày đen thì nó sẽ chuẩn giá cho anh em hơn. Tiếp theo là Oppo F1S anh em. Con này bán RAM 464 nha, không phải RAM 3 nha anh em. Con này là RAM 464, màn hình 5.5 inch, pin thì 3075. Máy thì đẹp như người hôm mình quay, đã thay vỏ mới keng cho anh em rồi. Đó, chỉ việc bỏ sim là xài thôi nha. Kính đã dán ngược luôn cho anh em. Rất là sáng đẹp nha. Wi-Fi các kiểu ok. F1S RAM 464. Ok, con này ra đi em giá 1.690 nha. 1.690.000 kèm sạc dán kính cho anh em là đủ nha. iPhone 8 anh em. iPhone 8 nhỏ ha. Máy thì nguyên zin, bao anh em là máy quốc tế, nguyên zin từ A tới Á luôn nha. Mình mới nhập được vài con. Thì cũng đang bán cho anh em. Máy này thì gọi là máy phay đó anh em. Này này, cái sườn nó này có một hai vết xước nhẹ nhẹ. Quay ra thì anh em cũng rất là khó thấy đó ha. Đó, một hai vết xước kiểu này. Móp nhẹ, xước nhẹ. Còn nói chung là len keng nha. Còn những cái mặt viền khác là ok nha. Máy này mình đánh giá đẹp tầm 98 nha anh em. Máy đánh giá đẹp tầm 98 ha. Kính thì lông chuột 1-2 cộng nhẹ thôi. Chứ gần như là đẹp keng luôn. Kính thì lông chuột 1-2 cộng rất là nhẹ. Đó, pin 81 nha anh em. Pin 81 trở lên ha. Máy bao quốc tế trọn đời nha anh em. Reset dòng 2, dòng 3 thoải mái ha. Anh em khỏi yên tâm, không phải là máy lock nha. Lock mình bao lock ha. Con này là quốc tế trọn đời cho anh em nha. Chức năng thì tất cả ok hết. Đó, máy đẹp như này. Quốc tế iPhone 8 nhỏ ta 64GB. Đó, mình chỉ tính cho anh em giá 4.500.000 nha. 4.500.000 nha anh em. Máy quốc tế nha. Máy đẹp như này mình tính em giá 4.500.000. Còn những cái máy trài xước nhiều hoặc là cấn cạnh mình báo sâu nha. Đó,
máy rất là đẹp nha, vỏ sườn sâu nè, một cặp nha anh em thích lấy con nào lấy nha. Máy thì kính trước thì có xước sắt nhẹ nhẹ thôi, vài cọng lông chuột nhẹ, còn một con pin 80, một con pin 81, đó, nó cũng ngang ngang nhau hết thôi. Và chức năng thì ok hết. iPhone 8 nhỏ nha anh em. Anh em nào thích máy riêng thì alo nha. 4,5 triệu một con nha anh em. Đó, chức năng ok hết ha. 64GB. iPhone 8 64GB. Giá 445 nha anh em, 4,5 triệu ha. Tiếp theo là một con Samsung J737. Bản hàng. Máy màu đen nha anh em. RAM 332, màn hình 5,5 inch, pin thì 3300. Kính đẹp. Kính phải 99% luôn. Kính 99 lần 98 thôi. Đó, ok ha. J737 gọi là Galaxy Y3. Mình bán rất nhiều con này nên biết ha, Y3. Chức năng Wi-Fi mạnh nha anh em. Con này ra đi cho anh em giá quá hạ nhiệt luôn, 1850. 185 kèm sạc dán kính nha. J4 cộng 41 lút anh em, con này thay vỏ sau rồi. Vỏ sau thay rồi, như mới luôn. Sáng soi gương luôn anh em. Màn hình 6 inch nha, RAM 216, pin 3300. Máy thay vỏ đẹp kèm sạc luôn. Đó, màn đã dán cái lực cho anh em rồi, sáng đẹp. Màn riêng sáng đẹp nha anh em. Đó. Màn cực đẹp luôn. Không lỗi một cái gì luôn nha. RAM 216 nha anh em, màn hình thì 6 inch và pin ngon này 3300 nha. J4 LUT bản VN 2 SIM. Đó. Máy cực đẹp nha. Đẹp tầm 98-99%. IMEI 2 cột ha, 2397-2395. Ok, con này ra đi cho anh em giá 1,7 triệu nha. 1,7 triệu kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha. Samsung A800 màu gold, bản hàng, một SIM, màn hình 5,6 inch, RAM 432, pin 3000. Đã giới thiệu rất nhanh gọn cho anh em ha. Máy đẹp tầm 97-98 nha. Đó, lưng sườn ok luôn. Kính thì có lông mèo, lông chuột trong đây. Leo phèo một tí. Đó. Để nguyên riêng này bán cho nó dễ. Anh em ưng cái nào thì hú mình nha. Đó, Galaxy A8 nha. Máy full chức năng. Màn có lông mèo nhẹ nhẹ ở giữa. Nó thẳng nhảy anh em. Rồi ra đi cho anh em giá con này 2,4 triệu nha. Kẹp sạc dán kính nha anh em. 2,4 triệu. A8 RAM 432 anh em. Tiếp theo là một con Samsung A600 nha anh em, màn hình 5,6 inch nha, RAM 332, pin 3000. Con này máy riêng hàng. Máy riêng hàng, vỏ thì có xuất sắc nhẹ nhẹ. Kính keng nha, đại dán cơ lực cho anh em rồi. Kính keng xà beng luôn. Đại dán cơ lực. Đó, máy thì nói chung là xài mượt nha, RAM 332. Xài cũng rất là mướt con này. A600 bản hàng xài rất là mướt. RAM 332 thôi chứ không có RAM nhiều. Nhưng mà xài ok. A600, con này ra đi cho anh em giá 1,750. 1,75 kèm sạc dán kính cho anh em lại nha. Oppo A5s anh em, màu đỏ ha. Tiếp tục một con nữa, bữa trước mình bán một con rồi nha, còn một con này. Màu đỏ nha, máy thay vỏ sau đẹp. Kèm sạc rồi, thay cái nắp sau thôi. Con này RAM 332, màn hình 6,2 inch, pin thì 4230. Đó. Màn thì không một vệt xước luôn nha, chỉ có dơ thôi, sáng cực đẹp. Wi-Fi Oppo A5s. Oppo A5s nha anh em, con này ra đi cho anh em giá 1,9 triệu nha. 1,9 triệu nha anh em, kèm sạc dán cơ lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Đó. Máy thì nội dung ngoại hình rất là ok. Tiếp theo là mình sản xuất tiếp anh em một con máy iPhone 8 Plus. Đó, giới thiệu cho anh em con này 8 Plus. Nắp sau này phải nói là như soi gương luôn, kèm sạc beng 64GB. Con này pin 79 nha anh em, pin thì 79 ha. Còn sườn vỏ thì nói chung là có 1-2 vết sượt nhẹ. Con này đánh giá 98 thôi nha. 98 ha, màn thì không có xước nha. Màn đẹp. Nhưng mà góc màn thì ngay đây có một cái vết đốm sáng nhẹ. Một vệt sáng nhẹ ngay đây. Một vệt sáng nhẹ nha. Mình nhập sau thì báo dạy mấy nguyên riêng, chưa hề động chạm. Xài thì bao chức năng anh em full. Quốc tế trọn đời nha, máy này là quốc tế trọn đời. Pin này nó 379 này. Đó, nên là giá nào là chất lượng nào là có giá nấy nha anh em. Đó, mình sẽ báo giá cho anh em chuẩn chỉnh ha. Đây, một vạch sáng ngang ngay đây, nhẹ xíu 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 thôi, như đầu tăm thôi. Đó, còn được cái là kính này rất là ok nha. Máy full chức năng nguyên zin.
riêng từ A tới A luôn, iPhone 8 Plus 64GB máy đẹp như này. Mình để anh em giá 6 triệu mốt nha. 6 triệu mốt kèm sạc dán cái lực cho anh em luôn. Đó. Giá chuẩn cho anh em 6 triệu mốt nha. Máy thì nó y như mình quay clip. Tiếp theo là một con iPhone 8 Plus tiếp. Đó, mặt sau thì anh em khỏi phải chê rồi, nguyên zin. Mình có một cặp. Mình sẽ giới thiệu từ từ. Kính có một đường xước ở đây nhẹ. Đó, một đường xước ở đây. Còn lại là rất đẹp nha. Xước đây còn mấy đây thì xước nhẹ thôi. Mình dán kính lại là bao đẹp. Đó. Vô bên trong này. Pin con này mình coi thử bao nhiêu. Pin con này 84 nha anh em. Pin con này thì 84 ha. Pin này thì ok hơn con kia một tí. Nhưng mà màn thì có xước nhẹ đây. Đó, có sao thì nói vậy ha. 84GB. À, 64GB máy nguyên zin, iPhone 8 Plus. Máy đẹp như này. Con này để anh em giá 6 triệu 3 nha. 6 triệu 3 nha anh em. Anh em mua thì cứ nói tình trạng con nào ha, con giá 6 triệu 3, con giá 6 triệu 1 thì mình có báo rõ trong clip. Anh em cứ nói kỹ, mình sẽ gửi đúng máy cho anh em, không hề bị lộn nha. Tránh trường hợp lộn máy. Tiếp theo là một con Mi 8, Xiaomi Mi 8, màn hình 6.21, RAM 664, pin 3400. Máy đẹp tầm 98-99%. Kính lưng, sườn thì sượt không có đáng kể, phải nhẹ nhẹ thôi. Đó, còn rất là đẹp nha. Xiaomi Mi 8. Đó, máy rất là ok luôn, wifi các kiểu. Hệ thống nâng cao. Đó, máy rất ok nha anh em. Bộ nhớ này 64GB nè. RAM 6GB nha anh em. RAM 6, bộ nhớ 64. Vô giới thiệu điện thoại này, Mi 8 này. Đó. Máy màn hình cực nét. Đó. Keo xà beng luôn như máy mới luôn. Con này ra đi giá là 3 triệu 6 nha. 3 triệu 6 kèm sạc dán lực cho anh em rồi nha. Oppo A92. Oppo A92. Máy này thì mặt sau đã dán keo cho anh em. Màn hình 6.5, RAM 8, bộ nhớ 128, pin 5000. Máy ngoại hình còn đẹp tầm 98%. Kính thì còn miếng xe guarantee, chưa có lột. Đó. Oppo A92. Máy chuẩn chỉnh nha anh em. Chức năng full nha. Đó. A92 RAM 8 bộ nhớ 128. Con này ra đi cho anh em giá 4 triệu 4 nha. 4 triệu 4 kèm sạc dán lực cho anh em lại luôn. Ok, tiếp theo là con Samsung A30 bản hàng. Máy màu xám lông chuột. Chứ không phải là màu đen nha, xám lông chuột nha. Máy nguyên zin. Đẹp, đánh giá 98-99%. Kính 99, lưng 98. Màn hình 6.4, RAM 332, pin thì 4000. Đó, máy chức năng chuẩn chỉnh nha. Máy riêng thì anh em biết rồi, mọi chức năng anh em khỏi lo ha, mình đã test kỹ. Trước khi gửi máy cho nó, con này là có chức năng 5G luôn. Đó, có 5G, nó bắt được 5G luôn. A30, con này ra đi cho anh em giá 2 triệu 7 nha. 2 triệu 7 nha anh em, kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo là một chú 5SE. Và mình giới thiệu luôn hai con luôn. Một con đen, một con gold. Đồng giá nha anh em. Đồng giá 2 triệu 3. Một đen, một gold đồng giá 2 triệu 3. Pin 83, 84. Nói chung là pin cũng ok. Đó, một con màu gold, một con màu đen, xám. Máy đẹp tầm 98. Mình đánh giá nhanh. 98 với nó 99 thì anh em khó chịu mấy con. Kính đẹp. Mọi chức năng full. Đó. Ok nha. 5SE. Dành cho những tín đồ Samsung iPhone nhưng mà xài những cái con mà máy nhỏ gọn giống 5S nha nè. Nó là 5SE ha. Giá 2 triệu 3 một con. Kèm sạc dán cường lực cho anh em luôn trước khi gửi máy. Đó, anh em cứ tham khảo kỹ trước khi đặt hàng nha. Rồi, clip sáng nay xin tạm dừng ở đây. Thằng ấy chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh mình để đón xem những clip mới mình ra thường liên tục và thường xuyên nha anh em. Rồi, chào cả nhà nha.